Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, kinh hoàng 6 tỉnh miền Trung Trung Quốc đổ nát như ngày tận thế sau khi vòi rồng xuất hiện 2 tiếng càn quét tan hoang vào sáng ngày 19 tháng 7. Theo thống kê mới nhất, có ít nhất 50 người thiệt mạng và 290 người bị thương khi vòi rồng tấn công thành phố miền Đông Bắc của Trung Quốc. Vòi rồng hình thành ở Liêu Ninh vào khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 7, gió giật kinh hoàng với tốc độ khoảng 23 m/s trước khi suy yếu sau 15 phút. Theo tờ Tân Hoa Xã cũng vừa đưa tin, mới đây cơn bão đã càn quét thành phố, phá hủy nhiều nhà cửa, nhà máy và các khu phát triển kinh tế, làm bật gốc các gốc cây, khiến cho một số khu vực bị mất điện. Cũng vừa mới thống kê có khoảng 100.000 người đã phải di rời và khoảng 2.100 người được giải cứu, hàng triệu người dân phải sơ tán. Theo Tân Hoa Xã cũng vừa đưa tin, lốc xoáy khá hiếm tại Trung Quốc, đặc biệt ở miền Bắc và không có dấu hiệu cảnh báo đặc biệt nào. Vào năm 2016, thì 99 người chết và hơn 800 người bị thương trong một trận lốc xoáy ở thành phố Ninh, Giang Tô. Cũng không dừng lại ở đó, sáng ngày 19 tháng 7, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, thì mưa lớn, lũ quét và vòi rồng bất ngờ xuất hiện, đã xóa sổ một căn cứ quân sự và sân bay, nhà ga ở thành phố Trùng Khánh, làm cho hệ thống thông tin quân sự giữa Trùng Khánh và bên ngoài bị cắt đứt liên lạc, đã khiến cho bên này để cô lập hoàn toàn. Trùng Khánh được coi là một thành phố huyết mạch của Trung Quốc, nó được coi là trung điểm để cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men giữa các tỉnh như Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán và một số tỉnh thành khác. Chính vì thế mà căn cứ quân sự cũng như là khu vực sân bay trên được đánh giá là rất quan trọng. Chính vì vậy, vào sáng ngày 19 tháng 7, khi nghe thấy tin động trời đó, nhân dân của Trung Quốc đã rất lo lắng, sửng sốt. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông Tập Cận Bình vẫn ung dung tự tại, điều binh lính của Bắc Kinh đi ra ngoài Biển Đông để xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực, mặc cho một số căn cứ quân sự ở thành phố Trùng Khánh bị lũ lụt cuốn trôi. Theo tờ báo địa phương ở thành phố Trùng Khánh cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương. Hiện chỉ còn một vài người lính canh gác sống sót. Những người này kể lại rằng lúc đó mọi người vừa ăn, người thì đang xem bản tin thời sự buổi sáng, người thì đọc báo để cập nhật tình hình mới nhất về mưa lũ tại Trung Quốc, bất ngờ nghe tiếng ầm ầm của nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Cùng với đó là tiếng quạ kêu vượn hú, nghe inh ỏi cả một khu vực quân sự rộng lớn, lên tới vài hecta đất. Tất cả mọi người ở khu căn cứ quân sự tại thành phố Trùng Khánh không ai có thể nghĩ rằng dòng nước lũ mạnh có thể cuốn trôi mọi thứ. Chỉ trong vòng chưa đầy 9 phút thì những chiếc xe quân sự và khẩu súng, kể cả những chiếc xe tăng hạng nặng, hàng ngàn tấn cũng bị cuốn trôi. Lợn gà cũng nổi lềnh bềnh cùng với một tiểu đoàn hậu cần gần đó. Khi dòng nước lũ đi qua, thiệt hại vô cùng nặng nề. Những người sống sót kể lại, khi họ phát hiện ra dòng nước lũ ào ào lao tới với tốc độ ước tính khoảng 80 km/h, họ lập tức nhấn chuông báo động kêu vang một bầu trời, sau đó bỏ chạy lên núi vì căn cứ này được đặt sát một quả núi mang tên Trần Minh. Một số người trong đơn vị vì chủ quan không chạy lên núi nên đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Số người bị lũ cuốn trôi ước tính khoảng 100 lính. Hiện chính quyền địa phương đã huy động đội cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp mang theo trực thăng, phao cứu sinh và những trang thiết bị tối tân, hiện đại bậc nhất để cứu nạn nhưng đều vô vọng. Hiện thì chưa có thông tin chính xác từ cơ quan chức năng của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, theo lời kể và nhận định của đám lính sống sót kể lại rằng, sự việc này là do lũ quét kết hợp với lũ ống và mưa lớn suốt 60 ngày đêm từ trên thượng nguồn của sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đổ về, nên mọi người không kịp trở tay. Vào đêm hôm 18 tháng 7, một số lính tráng trong khu quân sự đã mơ thấy một con quái vật khổng lồ to hơn cả con khủng long bắt đi tất cả mọi người, chỉ còn anh và một số người sống sót. Điểm báo đó ngay sau đó đã được báo lên lãnh đạo cấp trên, nhưng lãnh đạo cao nhất của đơn vị cho rằng đó là chuyện hoang đường giữa ban ngày, cho nên mọi người cũng không nên để ý. Người ta gọi là ý trời, ông trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc từng ngày, từng giờ, vì tội chuyên đi gây hấn bắt nạt một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc vào sáng ngày 19 tháng 7 đã đăng tin mưa lũ ở thượng nguồn vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng mưa to dữ dội, nhất là vào lúc nửa đêm rạng sáng, lúc mà mọi người chìm trong giấc ngủ say, và cảnh báo tất cả mọi người đang sống ở vùng hạ lưu sông Dương Tử và đập Tam Hiệp cẩn thận, không được chủ quan bởi vì trong nay hoặc ngày mai vùng Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam,
Vũ Hán tiếp tục xuất hiện lũ quét, sạt lở, thậm chí có cả mưa đá và vòi rồng. Tờ báo của Trung Quốc còn tạm thời thống kê tình hình mưa lớn, mưa lũ ở Trung Quốc từ đầu tháng đến bây giờ đã gây ra biết bao nhiêu thiệt hại về con người và của. Tờ báo của Trung Quốc nói rằng mưa lũ đang lây lan sang một số tỉnh thành phía Bắc của Trung Quốc, thậm chí vùng mây của nó đang di chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vì thế, một số tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai cũng sẽ xuất hiện mưa to đến rất to. Kính thưa quý vị, vào trung tuần tháng 9 vừa qua, các nhà khoa học Trung Quốc đã có buổi thảo luận để tìm ra nguyên nhân những thảm họa đang xảy ra trên đất nước Trung Quốc. Đây là cuộc họp do tiến sĩ Zhang Jishu đề xuất và đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ý. Tiến sĩ Zhang Jishu là một người tài giỏi và được các nhà khoa học Trung Quốc rất sùng bái về những phát hiện khác người của ông. Nhiều đề tài ông nghiên cứu thành công ngoài sức mong đợi của các nhà khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không thiên về một đề tài như động đất, sóng thần, mưa lũ hay bất cứ đề tài nào khác. Nhà khoa học tài ba này nghiên cứu cả về người và hành tinh vũ trụ và các loại vũ khí mới. Người ta gọi ông là người ngoài hành tinh bởi chỉ số IQ của ông cao gấp 120 lần so với các nhà khoa học khác. Theo nguồn tin, một ngày ông chỉ ngủ 3 tiếng, thậm chí có 2 ngày, 2 đêm ông không ngủ, nhưng đầu óc vẫn hoạt động bình thường. Một điều dở nhất của nhà khoa học này là ông chịu sự chi phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những công việc của ông làm đều nghe theo sự chỉ đạo của Tập Cận Bình. Tài năng của ông khiến Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc phải kính nể, khi 90% vũ khí mới của Trung Quốc đều do ông phát minh ra. Trong những năm trở lại đây, mưa lũ, lũ lụt triền miên cộng với thiên tai, động đất, sóng thần đã khiến người dân Trung Quốc sống trong nỗi hoang mang cực độ. Thảm họa động đất, sóng thần gây nên thiệt hại lớn cho nền quân sự của Trung Quốc. Bằng chứng là trận động đất ở Tứ Xuyên vừa qua đã nuốt chửng 33 chiếc máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đang trong quá trình hoàn thiện. Đề xuất cuộc thảo luận này do tiến sĩ Zhang đưa ra, nhưng rất có thể chú ý của ông Tập Cận Bình. Bởi nội dung cuộc thảo luận kéo dài 3 ngày chuyên nói về con đập Tam Hiệp và lý do tại sao động đất, sóng thần và các thảm họa khác hay xảy ra vào đêm. Sau 3 ngày đêm thảo luận, đến nhóm nhà khoa học gồm 417 người đến từ các tỉnh thành có nhiều nghịch cảnh khác nhau. Tuy nhiên, có một số kết luận chung và được vị chính sự đứng đầu đất nước này tóm lược đã được lưu lại và gửi lên Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đầu tiên, các nhà khoa học này khẳng định, kể từ khi con đập Tam Hiệp được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1994 đến nay, thì thời tiết cực đoan mới xuất hiện ở Trung Quốc, đặc biệt là ở vùng hạ lưu sông Dương Tử. Điều này cho thấy tất cả những thảm họa kéo dài những năm qua đều do con đập này gây ra. Người Trung Quốc thì xét theo thuyết duy tâm, việc con người đã chống lại ý trời, bắt dòng sông và thiên nhiên phải theo ý của con người. Nhưng các nhà khoa học này càng bỏ khả năng thuyết duy tâm ra bên ngoài trời, bởi phía Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần, không có bất cứ ý trời thấy ở đây. Đập Tam Hiệp chứa 42 tỷ mét khối nước đã làm chậm nhịp vòng quay của trái đất, chân đế lòng đất bị rỗng. Khi chính quyền Trung Quốc cho phép xây dựng, con đập này đã lấy đi khoảng 500 tỷ khối đất đá. Thời tiết cực đoan đang xuất hiện không theo bốn mùa, gây nên những trận mưa lớn kéo dài, thấm xuống dưới lòng đất rỗng, từ đó gây ra những trận động đất xung quanh con đập kéo dài ở tỉnh Tứ Xuyên. Rãnh nước Manila còn được gọi là rãnh nứt vỡ trái đất đã xuất hiện từ ngoài khơi biển Đài Loan, trải qua thành phố Phúc Kiến đến đập Tam Hiệp và ăn thẳng ra thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất ở ngoài khơi biển Đài Loan và tạo ra những cơn sóng thần khủng khiếp. Cũng phải nói thêm rằng, lý do đầu tiên là do nước dự trữ trong con đập Tam Hiệp quá lớn gây nên khí hậu thay đổi nên mới có trận mưa bão triền miên như vậy. Động đất sóng thần cơ bản xảy ra vào ban đêm vì ban ngày khi nhiệt độ lên cao tích tụ mưa trên đất và nước. Ban đêm nhiệt độ hạ xuống thì đất đá mới bị sụt lở, tạo ra trận động đất gây ra sóng thần. Nói tóm lại, không có cách nào khắc phục hậu quả này trừ khi cho phá vỡ con đập Tam Hiệp này đi, hoặc phải cho di dân rời khỏi vùng hạ lưu đập Tam Hiệp khi nước lũ dâng cao. Nguồn tin tại nhà khoa học giấu tên tiết lộ thông tin này. Tiến sĩ Zhang đã gửi bản kết luận này lên cho ông Tập Cận Bình, nhưng không dám đưa ra kết luận về cách khắc phục hậu quả. Mặc dù trong cuộc họp ông ấy đã nói rằng sẽ đưa tất cả bản kết luận này đến tận tay ông Tập Cận Bình, nhưng người giúp việc của vị tiến sĩ này đã nói rằng ông ấy đã cắt bớt phần khắc phục hậu quả đó đi vì sợ ông Tập Cận Bình nổi giận. Chỉ có cách như vậy, ngôi vị của ông ấy mới giữ vững được, dù ông ấy không dám nói ra. Có một cách nói khác mà mọi người ngầm hiểu rằng, chỉ cần đưa ra những nguyên nhân tại sao nhiều thảm họa xảy ra với người dân Trung Quốc, thì ông Tập Cận Bình và đảng phái của ông ta sẽ tự nghĩ ra cách khắc phục đó như thế nào. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng ông Tập Cận Bình đã nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề, nhưng vẫn bảo lưu chủ ý của mình và của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đập Tam Hiệp là niềm tự hào của đất nước Trung Quốc bởi nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới, dễ gì mà phá bỏ. Nếu phá bỏ thì khác nào tự thừa nhận với thế giới là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai lầm quá lớn khi xây dựng con đập này. Kính thưa quý vị, mưa lũ vẫn đang kéo dài 2 tháng qua ở đất nước Trung Quốc. Những cơn mưa lớn tầm tã này chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là theo cách nhìn của các nhà khoa học Trung Quốc. Những ngày qua xôn xao nhiều những thông tin bí ẩn trước những dị tượng lạ thường. Chẳng hạn, động đất kép xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra có tín hiệu lạ từ phía trên trời. Đó là những tia ánh sáng xanh, sắc nét hơn cả vận tốc ánh sáng liên tục xuất hiện nơi tâm chấn của vụ động đất. Một số người dân tỉnh Tứ Xuyên thoát nạn nhờ đã ra khỏi nhà trước đó, mang theo lễ vật ra ngoài trời cúng vái. Sau khi những tia sét quét qua quét lại nhiều lần, thì tiếp theo đó là hai trận động đất kép xảy ra. Trường hợp này người ta gọi là tín hiệu báo hiệu gần đó, thường xảy ra trước khi tai họa ập đến khoảng nửa tiếng. Những tín hiệu báo trước và thời gian được người Trung Quốc tâm niệm là tiềm gở, thường trước đó vài ngày, đôi khi cả 1-2 tháng. Tùy theo sự kiện lớn hay nhỏ, sau hai vụ vỡ đê ở Phiên Dương và Hợp Phì, dân Trung Quốc nói rằng đó là điềm gở khi hai con rồng đất xuất hiện trước đó một tuần. Kiểu gì khi có điểm trời báo trước cũng xảy ra tai nạn. Những kinh nghiệm quý báu đó của những người cao tuổi được truyền lại cho con cháu để họ thoát qua những kiếp nạn không đáng có. Hiện tại, mưa vẫn đang như chút nước xuống đất nước này, nhưng tập trung nhiều ở miền Nam, miền Trung, Trung Quốc. Tỉnh Hồ Bắc chính là tâm điểm của những trận mưa lớn vượt kỷ lục. Nó được người dân của cả thế giới quan tâm vì nơi đó có con đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc vẫn làm ngơ với những gì con dân của mình đang phải chịu đựng. Họ có những sắc lệnh riêng, nhìn vào thì có vẻ đó là sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân, nhưng thực chất họ chỉ muốn giữ gìn những di tích, cổ vật để làm nổi tiếng thế giới. Đập Tam Hiệp không phải là di tích, nhưng đó là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã khẳng định con đập này không mang lại lợi nhuận như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, thậm chí từ ngày nó xuất hiện thì đã làm thay đổi khí hậu toàn cầu, làm chậm nhịp quay của trái đất. Cũng chính vì lẽ đó, thời tiết đã xoay chuyển chóng mặt và không đi theo một quy trình nhất định. Các nhà khoa học nói đó là thời tiết cực đoan, vì vậy đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng hậu quả nặng nề do chính con đập này gây ra. Những dị tượng lạ như mưa máu, tuyết rơi giữa mùa hè, mưa đá giữa mùa đông hoặc bão lũ triển miên chính là hậu quả của việc bắt thiên nhiên làm theo sự chỉ đạo của con người. Những việc làm đó đã đi ngược lại với quy trình tự nhiên của trái đất, nên nó đã phản ngược lại tác dụng. Dự đoán của các nhà khoa học từ đó cũng trở nên sai lệch, không thể nào đưa ra những thảm họa chính xác vào ngày tháng năm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.